trắc nghiệm kinh tế vĩ mô. Phần 4. Câu 61, khi nền kinh tế đạt được mức toàn dụng, điều đó có nghĩa là A. Không còn lạm phát, B. Không còn thất nghiệp, C. Vẫn còn tồn tại một tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp, D. Các lựa chọn đều sai. Đáp án C. Vẫn còn tồn tại một tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp. Câu 62, cho biết K1, 1 MPC. Đây là số nhân trong A. Nền kinh tế đóng, không có chính phủ. B. Nền kinh tế đóng, có chính phủ. C. Nền kinh tế mở. D. Các lựa chọn đều có thể đúng. Đáp án D. Các lựa chọn đều có thể đúng. Câu 63, các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng đường tổng cung AS A. Thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng. B. AS nằm ngang. C. AS dốc lên. D. AS nằm ngang khi IIP và thẳng đứng khi IIP. Đáp án A. Thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm năng. Câu 64. Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, mức giá tăng. A. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng. B. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm tăng lãi suất cân bằng. C. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm giảm lãi suất cân bằng. D. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm giảm lãi suất cân bằng. E. Các lựa chọn đều sai. Đáp án A. Làm dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng. Câu 65. Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, sự cắt giảm thu nhập làm A. Dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng. B. Dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm tăng lãi suất cân bằng. C. Dịch chuyển đường cầu tiền sang phải và làm giảm lãi suất cân bằng. D. Dịch chuyển đường cầu tiền sang trái và làm giảm lãi suất cân bằng. Đáp án D. Dịch chuyển đường cầu tiền và làm giảm lãi suất cân bằng. Câu 66. Yếu tố nào trong các yếu tố sau đây ít có khả năng nhất trong việc kích thích sự gia tăng đầu tư? A. Lãi suất giảm. B. Chi tiêu cho tiêu dùng tăng. C. Cạn kiệt hàng tồn kho. D. Nhập khẩu tăng. E. Tiến bộ công nghệ. Đáp án D. Nhập khẩu tăng. Câu 67. Theo lý thuyết của Keynes, kết hợp chính sách nào trong các chính sách sau đây thích hợp nhất đối với một chính phủ đang cắt giảm thất nghiệp? A. Cắt giảm thuế và tăng chi tiêu của chính phủ. B. Phá giá, tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của chính phủ. C. Tăng thuế thu nhập và tăng chi tiêu của chính phủ. D. Phá giá, giảm thuế và giảm chi tiêu của chính phủ. Đáp án A. Cắt giảm thuế và tăng chi tiêu của chính phủ. Câu 68. Một sự gia tăng trong nhập khẩu tự định sẽ A. Dịch chuyển đường LM sang phải. B. Dịch chuyển đường IS sang phải. C. Dịch chuyển đường IS sang trái. D. D. Không ảnh hưởng đến đường IS. Đáp án C. Dịch chuyển đường IS sang trái. Câu 69. Trên đồ thị, điểm cân bằng chung là giao điểm của đường IS và đường LM. Biết rằng đầu tư hoàn toàn không có giãn theo lãi suất, chính sách tài khóa sẽ A. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu áp dụng riêng rẽ. B. Không ảnh hưởng. C. Ảnh hưởng nhiều hơn nếu nó được kết hợp với chính sách mở rộng tiền tệ. D. Không có câu nào đúng. Đáp án D. Không có câu nào đúng. Câu 70. Mô hình tăng trưởng xa lâu. A. Mô tả quá trình sản xuất, phân phối và phân bổ sản lượng của nền kinh tế tại một thời điểm nhất định. B. Chỉ ra rằng tỷ lệ tiết kiệm là yếu tố then chốt quyết định khối lượng tư bản ở trạng thái dừng. C. Giả định lao động và công nghệ không thay đổi. Đáp án B. Chỉ ra rằng tỷ lệ tiết kiệm là yếu tố then chốt quyết định khối lượng tư bản ở trạng thái dừng. Câu 71. Trong trạng thái dừng, đầu tư bằng khấu hao. Vậy, tiêu dùng ở trạng thái dừng sẽ bằng A. Sản lượng trừ khấu hao. B. Sản lượng trừ tiết kiệm. C. Tiết kiệm cộng khấu hao. Đáp án A. Sản lượng trừ khấu hao. Câu 72. Hạng mục nào dưới đây không nằm trong cách tính GNP? A.
lương giáo viên phổ thông. B. Chi tiêu trợ cấp xã hội. C. Công việc nội trợ được chi trả trong nước. D. Giá trị thỏa mãn của việc giải trí nghỉ ngơi. E. Chi tiêu trợ cấp xã hội và giá trị thỏa mãn của việc giải trí nghỉ ngơi. Đáp án E. Chi tiêu trợ cấp xã hội và giá trị thỏa mãn của việc giải trí nghỉ ngơi. Câu 73. Định nghĩa nào dưới đây miêu tả chính xác nhất nợ quốc gia? A. Chênh lệch hàng năm giữa chi tiêu chính phủ với mức thuế thu được. B. Số lượng tiền Việt Nam đồng nợ IMF. C. Phần tích lũy thâm hụt cán cân thanh toán thực tế của Việt Nam. D. Phần tích lũy thâm hụt ngân sách thực tế của Việt Nam. E. Tổng số nợ nước ngoài đang tồn đọng của nước Việt Nam. Đáp án D. Tích lũy thâm hụt ngân sách thực tế của Việt Nam. Câu 74. Trong một nền kinh tế mở có sự can thiệp của chính phủ, điều kiện nào sau đây sẽ đảm bảo toàn dụng nhân công? A. Tiết kiệm bằng đầu tư. B. Thuế bằng chi tiêu chính phủ. C. Tiết kiệm thuế nhập khẩu đầu tư chi tiêu chính phủ xuất khẩu. D. Không có lựa chọn nào đúng. Đáp án D. Không có lựa chọn nào đúng. Câu 75. Lý thuyết tiền lương hiệu quả cho rằng: A. Trên thị trường lao động đang có dư cầu về lao động. B. Doanh nghiệp cảm thấy có lợi hơn khi giữ cho tiền lương ở mức cao hơn mức làm cân bằng thị trường lao động ngay cả khi có tình trạng dư cung về lao động. C. Tiền lương mà người công nhân nhận được cao hơn mức công đoàn thương lượng với doanh nghiệp. Đáp án B. Doanh nghiệp cảm thấy có lợi hơn khi giữ cho tiền lương ở mức cao hơn mức làm cân bằng thị trường lao động ngay cả khi có tình trạng dư cung về lao động. Câu 76. Những người lao động thất vọng. A. Được tính vào lực lượng lao động và góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. B. Được tính vào lực lượng lao động và góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp không tự nguyện. C. Nằm ngoài lực lượng lao động và không được phản ánh trong con số thống kê thất nghiệp. D. Nằm ngoài lực lượng lao động và được tính vào tỷ lệ thất nghiệp tự nguyện. Đáp án C. Nằm ngoài lực lượng lao động và không được phản ánh trong con số thống kê thất nghiệp. Câu 77. Điểm nào dưới đây sẽ được xem là tài sản cho một khách hàng của một ngân hàng thương mại? A. Tiền gửi ngân hàng ở tài khoản vãng lai. B. Tín phiếu thương mại do ngân hàng giữ làm tài sản dự trữ. C. Số tiền rút quá mức tài khoản cá nhân cho phép. D. Tiền cho vay ứng trước của ngân hàng thương mại này bằng USD. Đáp án A. Tiền gửi ngân hàng ở tài khoản vãng lai. Câu 78. Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu. A. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. B. Đường tổng cầu dịch chu uyển sang trái. C. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải. D. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái. E. Cả đường tổng cung và tổng cầu đều dịch chuyển sang phải. Đáp án C. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải. D. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái. Câu 79. Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn? A. Sự thay đổi khối lượng tư bản. B. Sự thay đổi công nghệ. C. Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa. D. Sự thay đổi cung về lao động. E. Không có sự kiện nào thỏa mãn câu hỏi trên. Đáp án C. Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa. Câu 80. Chính phủ trong một nền kinh tế chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ là 100 triệu USD và trợ cấp ở mức đến 10% thu nhập quốc dân. Tỷ lệ thuế trực thu là 30%. Tại mức thu nhập nào, chính phủ cân đối được ngân sách? A. 300 triệu USD. B. 500 triệu USD. C. 650 triệu USD. D. 480 triệu USD. Đáp án B. 500 triệu USD. Các bạn thân mến, trên đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô, phần 4. Hẹn gặp lại các bạn ở 20 câu hỏi tiếp theo, trong phần 5, trắc nghiệm kinh tế vĩ mô.